Một quả trứng to khổng lồ rồi này. Đây đúng là quả trứng thật này cậu ơi. Wow, nhưng mà quả trứng này nó đứt. À, trong đây cũng là con khủng long ha. Thế để anh ra khủng long ơi. Ui 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 ui. Ui, nó chui ra rồi này. Một con khủng long gì các cậu có biết không? Wow. À, đây là bạn khủng long bé. Tớ nhìn thấy có cả răng rồi này. Thế thì đây là khủng long ăn thịt à cậu ơi? Khủng long này hình như thích chơi cứu hòa cậu ơi. À, thế là bạn thực ra là bạn ấy nở ra rồi. Đúng nhưng rồi. Mà bạn ấy lại chưa có quả trứng, bạn ấy ẩn mình đúng không? Đúng rồi. Wow, giật mình chưa? Ôi lại trốn này cậu ơi. Tớ hòa sợ quá, khủng long này lại chui vào trứng rồi. Này Cam ơi, Nhím ơi, tớ nghe thấy tiếng gầm ở đâu, to lắm, còn to hơn con này nhiều. Đấy. Không phải, không phải. Hình tiếng như... này gầm này là của một con khủng long, loài siêu bạo chúa. Ôi, Cam ơi, nhìn này, ở trên wow. Đây. Nó đứng ở trên đỉnh núi cậu ơi. Ui, cái mồm nó còn nhả nhả ra nước kìa. Nấp nấp, nấp ở đây đi, không cho nó nhìn thấy đấy. Hai cái tay của nó còn đang vây vây kìa cậu ơi. Liệu có khi nào nó bắt bọn mình không? Ui cậu ơi, con này nó đứng trên tảng đá. Người nó cao như thế này, hình như nó không phát hiện ra chúng mình đang ở bên dưới đâu. Mà cái tay nó cứ vây vây như thế này này. Răng của nó còn đang dính đầy máu. Hình như vừa ăn thịt con gì đấy cậu ạ. Ui, con này là khủng long bạo chúa rồi. Hình như nó là mẹ của cái trứng vừa nãy hay sao ấy. Trứng vừa nãy á? À, thế là vừa nãy chúng mình chơi yếu hòa con kia. Con kia nó đang gọi mẹ nó đấy. Ui, Cảm ơi, bây giờ bọn mình phải trốn đi thôi. Chứ không cái con khủng long mẹ này, nó tưởng là mình bắt nạt con khủng long con ấy. Nó lại cắn bọn mình, nó ăn thịt bọn mình đấy. Chạy đi thôi. Ui ôi, đứng nấp vào tảng đá này, không nó nhìn thấy bọn mình thì chết. Đi thôi cậu ơi. Ui, chắc là vừa chui ra từ quả trứng. Hai cái tay này vẫn còn đang ôm vào cái vỏ quả trứng này cậu ơi. Cậu biết quả trứng này là của con khủng long nào không? Của con khủng long nào? Con khủng long này này. Nhìn trên kia kìa. Nó còn to gấp 3 lần con khủng long vừa nãy chúng mình gặp cơ. Ui, lại là một con khủng long bạo chúa. Ui, cái đầu nó còn đang lắc lắc kìa các cậu ơi. Nhìn kìa. Hình như là nó đang tìm con mồi đấy. Mình bé thế này, nó không nhìn thấy mình đâu. Nó trốn to bên kia cơ mà. Đúng là thế giới khủng long có khác. Bao nhiêu loại khủng long cậu nhỉ? Trang ơi, Cam ơi, lại đây mà xem này. Anh có nhìn thấy một con khủng long to chưa? Khủng long ơi, đây này. Khủng long ơi, có nhìn thấy tớ không? Ui, nó đang gào kìa. Eo ơi, con này nó gào ra mà thổi lạnh hết cả người cậu ơi. Một con khủng long siêu khổng lồ cậu ơi. Ui, nó to chưa này. Cái chân của nó này, để tớ tiến đến cái chân của nó xem nào. Ui, chân của nó cơ bắp lực lưỡng nhỉ. Cậu ơi, tránh ra đi, không là nó cắn vào người đấy. Ui, cái chân nó to lắm. Ui, 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 chạy thôi, chạy thôi, cậu ơi. Nhìn giống nhau y đúc luôn. Con khủng long này có hai cái sừng trên đầu. Con khủng long này cũng có hai cái sừng trên đầu đấy. Cái mắt còn đang chớp chớp này cậu ơi. Mắt của con này cũng chớp chớp này. Răng cũng nhọn luôn mà màu da cũng giống nhau. Hai con khủng long này đều là một mẹ đẻ ra cậu ơi. Đấy. Ui, này. Em Cam ơi, hóa ra là khủng long cũng không đẻ răng cho nên là bị rụng mất một chiếc răng rồi này. À, à không. Mà là rất nhiều răng ở bên trong cũng bị rụng rồi này. Tớ biết rồi cậu ơi, đây là khủng long con thôi. Thế nên á, khi mà khủng long bắt đầu đi học lớp 1 ý, thì sẽ bị rụng răng để thay răng mới cậu ạ. Đấy là răng sữa đúng không? Đúng rồi, bởi vì đây á, khủng long này vẫn còn bé mà đúng không? Kia kìa, đằng sau cậu kìa, tớ nhìn thấy có một con khủng long mẹ to đùng kìa. Đây nhá, đây đúng rồi. Khủng long mẹ à.
Con khủng long này to hơn cậu nhiều. Wow, nhìn này, cũng có hai cái sừng hai bên này cậu ơi. Đúng rồi, cũng có hai sừng đây này. Răng nhọn chưa này? Đúng là khủng long mẹ có khác cậu ơi. Không dụng một cái răng nào luôn. Mà con này có cá nhờ. Khủng long này không phải khủng long bạo chúa, nhưng mà cũng là loài ăn thịt đây. Nên là nó cắn luôn chứ nó sợ gì đâu. Tốt nhất là mình đi xa xa ra đây chơi. Cám ơi, mình chỉ ra chơi với hai con khủng long con kia thôi. Đừng chơi với khủng long mẹ nó cắn đấy. Chợ, khủng long con ơi, đi thôi nào, đi thôi, khủng long ba ra sừng ơi, đi thôi. Dím ơi, cậu đừng có mà trêu bạn khủng long ấy như thế nữa. Cậu không nhìn thấy khủng long bố và khủng long mẹ đang đứng đây à? Mà mặt khủng long mẹ đang lườm cậu đấy. Ui, tớ xin lỗi nha khủng long ơi. Ui, cái bạn khủng long bạn này có một sừng đấy cậu ơi, không phải là ba sừng đâu. Ông bố này có một sừng, cái bà mẹ này mới có ba sừng này. Đây này, đây là ông bố đây này, có ba cái sừng đây này. Cậu là khủng long bố à? Ồ, cậu ấy bảo là không phải. Cậu ấy lắc đầu bảo không phải. Thế tao cứ tưởng khủng long to là khủng long bố chứ nhỉ? Thế thì nhầm rồi, đây là khủng long mẹ. Khủng long mẹ thế nên là có một cái sừng này thôi. Còn cái bạn khủng long bên này này mới là khủng long bố. À, thế hóa ra đây là khủng long bố à? Bảo sao mà mặt bạn đấy trông cũng ghê gớm đánh đá hơn đấy. Cái mồm bạn ấy to chưa này Trang ơi, tớ còn thò đầu vào được đây này. Nhưng mà đừng có kẹp đầu tớ nha, không là vỡ đầu tớ đây. Cậu ấy không có kẹp đầu đâu, mà cậu nhổ nước bọt mặt cậu ấy. Nhím ơi, tớ phát hiện ra bạn khủng long mẹ này có một chiếc đuôi rất to và lại còn đang vẫy vẫy đằng sau đây này. Wow, đúng rồi, bạn ấy to thật đấy, to hơn cậu bao nhiêu Trang ạ? Ôi dồi ôi, cái chân to khủng bố luôn đây này. Em Cam mà đứng ở đây ấy, thì đảm bảo em Cam ma bé tị ti luôn. Nhưng mà Nhím ơi, tớ phát hiện bên trong này. Cam ơi, lại đây mà xem này. Ồ, cái gì đấy? Em đã bao giờ được nhìn thấy một quả trứng khủng long chưa? Lại đây chị cho xem. Nào lại đây nào, đâu, trứng khủng long đâu? À, đây là ai? Đúng rồi, bạn này là khủng long mẹ mà. Thế nên bạn ấy vừa đẻ được một quả trứng đấy Cam ạ. Cam có muốn xào quả trứng này không? Rồi, để anh bê lên cho Cam xem nhá. Wow, cái quả trứng này á, mấy hôm nữa nó sẽ nở ra cái bạn khủng long con kia kìa. Dễ thương lắm cậu ơi. Đây này, bạn khủng long mẹ bạn đi nỉ ra từ đây này. Ôi trời ơi, cái bạn khủng long này. Còn tớ đang đứng ở đằng sau mông cậu mà cậu đánh quả trứng to quá. Ôi, mùi quá cậu ơi. Kéo ơi, thôi tớ giả lại quả trứng này đây. Bọn mình đi đi, chứ đứng ở đây bạn ấy thả thêm quả nữa có mà ngạt mất. Đây tớ để ở đây nha, trả lại cho cu đây, đi thôi.